Bộ đội Việt Nam cưỡi thiết giáp BTR-82A diệt chim sắt nhanh gọn. Mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ khi vận hành các vũ khí khí tài chưa có trong biên chế, tuy nhiên xem thực tế thi đấu, các chiến sĩ Việt Nam xem ra rất nhanh chóng làm chủ dòng xe thiết giáp BTR-82A và tên lửa vác vai Igla. Lần đầu tiên tham gia cuộc thi bầu trời quang đãng trong khuôn khổ hội thao Army Games 2020, đội tuyển Việt Nam được nước chủ nhà cung cấp nhiều trang bị mà chúng ta không có hoặc ít được tập dượt như xe thiết giáp BTR-82A, súng tiểu liên AK-12 và tên lửa vác vai Igla, loại này ta có. Mặc dù không phải lần đầu tiên Việt Nam được lái BTR-82A, nhưng nó là lần đầu với các chiến sĩ phòng không không quân tham gia cuộc thi này. Dù vậy, nhìn qua các đoạn video ghi lại trận thi đấu đầu tiên ngày 26 tháng 8, chúng ta có thể thấy rằng đội tuyển Việt Nam lái những thiết giáp BTR-82A rất tự tin vì vận hành các vũ khí trang bị trên xe trông như không quá khó khăn. So với loại BTR-60BP mà chúng ta có trong nước, BTR-82A trang bị tháp pháo tự động dạng modun thay cho khẩu súng máy 14,5mm trên các đời BTR-60, 70 và 80. Trên tháp pháo này lắp nhiều loại vũ khí gồm pháo tự động 2A72 30mm, súng máy đồng trục PKT. Trong ảnh, chiến sĩ Việt Nam đang thao tác chuẩn bị lắp đạn khẩu PKT 7,62mm để bài thi diệt mục tiêu cự ly gần. Khẩu 2A72 cỡ nòng 30mm tự động có tốc độ bắn lên tới 330 phát một phút. BTR-82 có khả năng bắn thủng lớp vỏ bảo vệ của các loại xe thiết giáp hạng nhẹ ở cự ly tới 1,5 km hoặc tiêu diệt mục tiêu bộ binh khi dùng đạn nổ phá mảnh ở cự ly tới 2 km. Ngoài ra khi cần, chúng ta có thể đáp ứng được vai trò phòng không tầm thấp. Đội Việt Nam thi đấu bài bắn mục tiêu cự ly gần với súng máy PKT 7,62mm đồng trục. Chúng ta phải làm quen với hệ thống điều khiển hỏa lực TKN-4GA rất hiện đại trên BTR-82A. Các khí tài này khác xa thế hệ BTR-60PB thời Liên Xô. So với BTR-60BP dùng động cơ xăng, xe thiết giáp BTR-82A sử dụng động cơ diesel tuabin tăng áp KAM-AZ-740-14-300 công suất, 300 mã lực cho phép xe hoạt động trên mọi địa hình, đạt tốc độ tối đa tới 100 km/h trên đường nhựa. Tuy nhiên, hành trình đi từ loại cũ lên loại mới của chúng ta khá tốt qua các đoạn phim ghi lại cuộc thi của đội tuyển. Hôm 26 tháng 8, chúng ta thi đấu với phần thi cuộc đua của chỉ huy bao gồm nhiều hạng mục, trong đó lái xe sẽ phải vượt qua các chướng ngại vật như đồi nhỏ, hình zig zag, leo dốc, đường cát và hình số 8. Về bài bắn, các chỉ huy xe sẽ phải trực tiếp tham gia các hạng mục gồm bắn tên lửa vác vai với mục tiêu là máy bay trực thăng giả định, bắn đón mục tiêu bằng tên lửa vác vai, bắn đuổi mục tiêu bằng tên lửa vác vai, bắn súng AK-12, chạy vật cản. Loại tên lửa mà chúng ta được trang bị để thi đấu là kiểu 9K38 Igla có tầm bắn 5km, đầu dò hồng ngoại. Đây cũng là loại mới, hiện đại hơn so với kiểu A-72, 9K32 Shella mà Việt Nam trang bị phổ biến. Tuy nhiên lưu ý rằng, trong trang bị của ta hiện đã có tên lửa Igla. Kết quả như đã công bố, đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia cuộc thi bầu trời quang đãng đã phá hủy 2 trong 3 mục tiêu bằng tên lửa vác vai, bắn đổ 5 trên 6 bia bằng súng AK-12. Các hạng mục còn lại đều hoàn thành. Rất tiếc là về mặt thời gian, chúng ta chưa có bằng các đội bạn, khiến vị trí trên bảng xếp hạng chưa cao 6 trên 7 đội thi đấu. Dù vậy, với tinh thần vượt khó kiên cường, không bao giờ khuất phục trước mọi trở ngại, chúng ta có quyền tin rằng đội Việt Nam sẽ có thứ hạng tốt trong phần thi cuối cùng vào ngày 1 tháng 9. Đội bạn lao tới chúc mừng đội Việt Nam hoàn thành phần thi. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.